Xin chào các bạn. Các bạn đang muốn tìm kem ngon ở đâu ư? Hãy lắng nghe này. Kem Tràng Tiền được ra đời từ năm 1958 và vẫn ngon đến tận bây giờ. Tại Kem Tràng Tiền, chúng tôi tin vào việc mang đến cho bạn nhiều hơn những gì bạn yêu thích. Đó là vì kem của chúng tôi được làm từ những nguyên liệu tươi ngon nhất, không phẩm màu và không hương liệu nhân tạo, chỉ có nguyên liệu tự nhiên, ngon tuyệt trong từng muỗng. Không giống như một số loại kem khác, chúng tôi luôn ưu tiên những điều tốt nhất. Tại Kem Tràng Tiền, chúng tôi hiểu rằng khi bạn thèm kem, bạn muốn sự thỏa mãn, béo ngậy và đầy hương vị. Hãy để mỗi muỗng kem Tràng Tiền mang đến cho bạn một trải nghiệm ngọt ngào đến khó quên. Vì vậy, lần tới khi bạn muốn thưởng thức kem, hãy tự hỏi, kem ngon ở đâu? Và đến ngay Kem Tràng Tiền tại Sơn La để tìm câu trả lời thực sự. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, bạn sẽ phải chia sẻ món tay vì nó ngon đến khó tin. Liên hệ ngay 0325 192 668 để tư vấn và đặt hàng. Chúng tôi rất mong được phục vụ các bạn.